Hello, xin chào các fly. Lại là bay chuyên vắt sữa đây. Cổ chai người ta còn có thể vắt ra nước kìa mà. Lượng ý tưởng mới sản sinh không bao giờ là cạn kiệt. Hôm nay chúng ta cùng đến với các khả năng siêu đặc biệt của Titan chúa Eren trong bộ dạng xương khổng lồ. Nó bao gồm các khả năng mà fan của 3 season đầu không bao giờ tưởng tượng nổi, như là du hành không gian, can thiệp thời gian bằng thực tại, điều khiển đa sinh vật cùng các khả năng hại não khác nữa. Chúng ta hãy đến với những khả năng từ bình thường nhất đến kinh khủng nhất của đấng nào. 1. Kỹ năng căn bản hóa cứng. Đây là một trong những khả năng căn bản nhất của một siêu Titan thủy tổ. Năm xưa Eren đã cắn trúng một bình hóa cứng nên đã kích hoạt được khả năng này cho con Titan tiến công của mình. Anh ta dùng nó khá hữu ích và đa năng, khi có thể dùng thân mình lấp tường thành, hóa cứng cánh tay đi đấm nhau, tạo sát giả đánh lạc hướng Titan đại hình, hoặc dùng thân mình làm bẫy rập nhốt Titan thiết giáp. Về căn bản thì việc hóa cứng của Eren có thể biến một phần hoặc toàn bộ cơ thể của mình thành một khối chất liệu nguyên dạng có kết cấu rắn chắc hơn cả kim loại. Khi anh ta biến một phần cơ thể thành khối hóa cứng thì cũng có thể biến nó trở lại thành da thịt Titan của mình. Khi thoát xác sẽ bốc hơi hoàn toàn, nhưng một khi Eren thoát khỏi cái xác Titan đó thì khối chất liệu đó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Cơ mà đây chỉ là chiêu căn bản mà thôi, anh ta có thêm bản nâng cấp cho kỹ năng này khi là Titan thủy tổ. 2. Nâng cấp khả năng hóa cứng, rã hóa cứng trên trái đất. Sau khi thuyết phục được bé Loli Ymir trên con đường, thì Eren đã có thể coi như là sở hữu được mọi khả năng đặc biệt của thủy tổ Ymir. Một trong những khả năng đặc biệt này đó chính là tác động được đến các chất liệu của thế giới Titan xuất hiện ở ngoài thời gian thật. Eren đã sử dụng khả năng này với mục đích phân rã toàn bộ 3 bức tường trên hòn đảo Faradis, nhằm mục tiêu giải thoát cho Titan tường và đưa chúng đi càn quét cả cả trái đất này. Đối với Eren và đám Titan đó thì trái đất này là của chúng mình đấy. Khi kích hoạt mã lệnh rã hóa cứng trên bức tường thì có lẽ do Eren lười nên đã làm cái lệnh on. Điều này có nghĩa là toàn bộ hóa cứng trên trái đất này đều bị phân rã, điển hình như cái xác của Titan bố chiến ở Liberio, các bộ xác cũ của Titan Eren trên đảo Faradis, bộ giáp xác của Titan thiết giáp và cả cục pha lê bom đạn bắt xâm nhốt Enilia Hawk suốt 4 năm trời. Đúng vậy, Eren hoàn toàn có khả năng rã tất cả hóa cứng dù là của siêu Titan đi chăng nữa. Vậy nên chúng ta thấy anh ta hoàn toàn nương tay cho lũ giải cứu thế giới biến hình ngay trên lưng mình, chứ không là anh cho rã giáp hết còn cái nịt. 3. Khả năng tạo ra vật chất từ cát trên con đường. Đây thực chất là khả năng đặc biệt của Titan búa chiến. Khi Eren ăn thịt Lara đã ăn cắp được cái khả năng này. Năm xưa khi Ymir hóa Titan thủy tổ, cô cũng dùng khả năng này để phục vụ lợi ích cho hoàng đế Frisk. Ông bắt cô tạo ra vật liệu cùng các công trình cầu cống đường xá, vật dụng kiên cố hơn cả sắt thép phục vụ cho mục đích chiến tranh, cũng như là phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Cô thích tạo cái gì, tạo bao nhiêu cũng được kia mà, chơi xả láng luôn đi, mắc mớ cái chi mà phải tặng tiền. Khả năng tạo ra vật chất này được mô tả giống như Titan búa chiến tạo ra từ xác thịt của mình. Đối với Titan thủy tổ mà nói thì có lẽ Eren tạo thẳng ra từ không khí thông qua con đường dẫn từ tọa độ xuyên không gian đến thế giới thực. Điểm lợi của khả năng này so với hóa cứng đó là không bị cố định bởi một form thịt Titan có sẵn như là tay của Eren hay cơ thể của Reiner sau đó làm cứng chúng. Thay vì vậy, họ có thể tạo ra một vật dụng hoàn toàn mới dựa vào trí tưởng tượng của mình như rìu, giáo, kiếm, búa. Không chỉ vậy, khả năng tạo vật chất này không chỉ tạo ra một loại chất liệu duy nhất siêu cứng, mà nó còn có thể biến ra nhiều loại chất liệu mềm dẻo hóa lỏng. Như các bạn thấy, thì Titan búa chiến có thể tạo ra được một cây nỏ có cấu trúc phức tạp. Việc bắn ra nó cần một sợi dây đàn hồi cao. Khả năng hóa cứng của cô đã làm được điều đó. Ngoài ra, cô còn tạo được một cây roi đánh lan cực kỳ dẻo. Titan tiến công Eren đã tận dụng được khả năng tạo vật chất hóa cứng này mà xuyên Titan hàm cùng Titan thiết giáp từ dưới đất trong trận chiến ở quận Sigashina. 4. Nâng cấp khả năng tạo vật chất 1. Tự thiết kế form Titan cho bản thân mình. Sau khi nâng cấp lên Titan thủy tổ tối thượng thì Eren lại có một đặc quyền đặc biệt. Đó là anh ta dường như có thể tự thiết kế form Titan cho chính bản thân mình, sau đó bắt con bé Loli Ymir đắp cát thí mù nội luôn. Bản thân anh tạo ra con Titan cao hàng ngàn mét không thể đứng thẳng được bằng hai chân của mình. Cái đầu cũng cao đủ xa để tránh khỏi sức nóng của Titan tường ở phía dưới. Và rằng các bạn có thấy gì lạ không nào? Những con Titan càng to thì sức nóng cơ thể lại càng lớn. Điển hình như Titan tường có thể thiêu cháy được hành vô, hay đại hình bé thỏ có sức nóng căn bản có thể thổi bay tất cả rồi. Đến những thực thể khổng lồ như Titan Rodrick thì sức nóng không thể tưởng tượng được nổi. Hắn ta đi đến đâu thì cây cối công trình đều bốc cháy đến đó. Khi hắn tấn công vào một quận tường thành thì khói nóng tỏa ra tung tóe muôn nơi.
Những người lính dù cách hắn cả trăm mét cũng phải tạt nước đầy người để hạ nhiệt độ, chứ không thì thành thịt nướng hết. Nếu lại gần chạm vào, chắc chắn sẽ thành than đen. Vậy mà bạn ơi, trên cái xác khổng lồ của con Titan không hề có một chút hơi nóng nào cả. Đúng vậy, con Titan này không hề có một tí thịt nào, làm sao mà bốc hơi phát nóng chứ? Cơ mà cũng vô lý, nếu không có cơ thịt thì làm sao đến có thể vận động được mà đi xuyên biển bây giờ? Không lẽ lại nhờ đám Titan tường làm như mấy anh da đen khi hòm? Suy đoán của Bay ở đây là Eren cố ý xây dựng 90% thân xác Titan của mình đều là hóa cứng không có nhiệt độ cao, dọn sẵn đường cho bọn cứu thế tiếp cận được mình. Những phần thịt còn lại đa phần sẽ tập trung ở cái đầu, các sợi dây thần kinh kéo dài khắp cơ thể và các cơ bắp ở các khớp để anh có thể di chuyển được. Cơ thể anh không phải là một con Titan hoàn chỉnh, mà là một cái bọc hóa cứng khổng lồ chỉ để bảo vệ cái đầu Eren cùng con rết ở phía bên trong. 5. Nâng cấp khả năng tạo vật chất số 2, đẻ siêu Titan trên lưng mình. Tạo vật chất Titan như các bạn biết là những vật thể vô tri vô giác để dùng phục vụ cho mục tiêu của người sử dụng. Việc tạo ra một thứ phức tạp như cơ thể sống máu thịt xương thủy là bất khả thi, khó hơn nữa là có thể thổi hồn vào nó. Thế mà Titan chúa Eren đã làm được. Với khả năng tạo vật chất từ cơ thể, anh đã tạo ra vô số siêu Titan với các mẫu có sẵn từ xưa đến nay. Tất cả bọn chúng đều được kết nối với xác Titan bằng một sợi dây hóa cứng, và chúng đều có suy nghĩ chiến thuật tấn công của riêng mình mới gớm. Chỉ có điều là đánh hơi ngu. Cả nghìn con Titan đánh không lại mấy con Titan quen đời sau, chắc do Eren điều khiển không hết, hoặc là cố ý cho nó ngu. Dù gì đi chăng nữa thì việc tạo hóa cứng thành một cấu trúc xác thịt phức tạp rồi thổi hồn vào nó cũng không phải là một việc mà chính siêu Titan dưới trần thế có thể làm được. Họ cao lắm chỉ có thể biến người dân Eldia thành Titan đần độ mà thôi. Mà điều đó cần phải có một cái xác và linh hồn có sẵn bạn ạ. 6. Nâng cấp khả năng tạo vật chất 3. Titan được đẻ tự tạo hóa cứng trên lưng Eren. Chà chà, tạo siêu Titan bằng dây nối với bộ xương của mình đã là một điều kỳ diệu rồi. Mỗi con trong đó đều có những khả năng đặc biệt riêng nữa chứ. Tuy nhiên, điều khủng khiếp hơn mà Eren có thể làm được, đó chính là lũ Titan trên lưng vẫn có thể tùy ý tạo ra vũ khí mình ưa thích để có thể tiếp tục nâng cao khả năng chiến đấu. Điển hình như tụi Titan búa chiến có thể tạo ra hàng mớ cung tên lao nỏ để tấn công con chim lắm lông bay lượn vòng vòng trên đầu. Tuy nhiên, chúng bắn hụt sạch nha. Khả năng tạo vật chất là của Titan búa chiến đã ghê gớm lắm rồi. Đằng này Eren còn boost thêm khả năng búa chiến cho Titan khỉ do chính mình tạo ra. Như các bạn thấy khi tấn công các khinh khí cầu của quân đội Melee, thì Titan tuấn khỉ có thể tạo ra hàng đống đá bên trong bàn tay mình để ném liên phanh. À, đó là ném khinh khí cầu bách phát bách chúng thôi, chứ ném máy bay của bọn nhân vật chính hầu như chả chúng mẹ gì cả. Mãi mới được một hai cục à. Mà bà nghĩ cái mớ đá đó ở đâu mà ra? Nếu không phải do chính con khỉ tạo ra, không lẽ nó bóc xương của Eren lên mà ném? Như vậy chúng ta gọi là hốt cốt. 7. Khả năng căn bản điều khiển Titan. Đây là một đặc quyền dành riêng cho các siêu Titan có dòng máu hoàng gia. Thậm chí nếu sở hữu Titan thủy tổ mà không có dòng máu hoàng gia trong cơ thể thì cũng khó mà sử dụng được khả năng đặc biệt này. Như chúng ta thấy thì Zeke có dòng máu hoàng gia có thể biến những người Eldia ăn chất dịch của mình trở thành Titan. Những Titan đó đều trung thành với mệnh lệnh của ảnh, chỉ trừ một số con ngu học tài lò nói mãi mà không nghe buộc ảnh phải bóp cho nát đầu thôi. Eren ở phần 2 cũng có thể điều khiển được lũ Titan đần độn ăn thịt bà má hai nhà mình. Nhưng điều này chỉ là vô tình kích hoạt được do cầu đã chạm vào tay của bả, mà bả lại có dòng máu hoàng tộc kích hoạt được năng lực thủy tổ của Eren. Những lần khác thì cầu cốc thể nào dùng được khả năng điều khiển Titan này. Thêm một ngoại lệ nữa là dường như Titan chúa Eren không thể điều khiển được tâm trí Titan đần độn do một siêu Titan hoàng tộc khác tạo ra. Khi anh ta dẫn lũ Titan tường của mình ra càn quét thế giới thì ảnh không điều khiển bọn Titan đần độn của Zeke đang tàn sát dân tộc phe mình. Có vẻ như năng lực của Eren chỉ tác động được lên những con Titan vô chủ hoặc do chính Titan thủy tổ các đời trước đã tạo nên. 8. Nâng cấp khả năng điều khiển Titan, điều khiển siêu Titan. Năm xưa khi thủy tổ Caffrith tạo ra ba bức tường, ông đã phải tẩy não toàn bộ người dân của mình, có lẽ là đưa hết lên con đường và thực hiện cùng lúc đấy. Ngay cả những người Melee cũng quên mất đi lịch sử của mình. Tuy nhiên có ít nhất 3 loại người mà ông không thể tác động được đến tâm trí, đó chính là dòng họ Ackerman, những tộc người ngoại quốc và những kẻ sở hữu siêu Titan. Đúng vậy, Titan thủy tổ không thể tác động được đến tâm trí của những người sở hữu siêu Titan, nhưng thủy tổ tối thượng Ymir thì có à. Eren sau khi tiếp quản được sức mạnh này thì anh ta có thể điều khiển tâm trí của Armin cũng như những người bạn của mình.
Khi họ lên tới bộ xương của anh, thì Eren đã điều khiển linh hồn của những người sở hữu siêu titan cổ đại tấn công họ. Những siêu titan bị điều khiển này hoàn toàn mất đi chi giác để nghe lời Eren. Titan mũi chiến Lara thì xuyên titan ngựa, còn titan đại hình bé thỏ múc luôn cái đám có con Kret của mình bên trong. Anh em nhà Marcel tận luôn cả những người đồng đội cũ. Cho đến khi Armin thông não được dứt, thì Eren mới dần dần nhả ý thức cho một số người muốn quay đầu như bé thỏ, anh em nhà Melee, chú Tom, hai thằng cha tiến công để họ đánh bại lại cái mới titan của mình. Chứ không nhả ra, có khi còn lũ à. 9. Nâng cấp khả năng điều khiển tâm trí người Eldia. Người Eldia là những người đời sau con cháu của Ymir. Họ thuộc dòng tộc hoặc đã ăn thịt của cô ấy năm xưa. Những titan thủy tổ trên mặt đất đều có thể điều khiển tâm trí của những người này. Chỉ đơn giản là chạm vào hay nhìn vào mắt thì bất kỳ người Eldia nào cũng có thể bị mất ký ức, hoặc tệ hơn là cài một cái ký ức giả. Như chúng ta đã biết ở Season 3 thì Freyaris thường xuyên tới chơi với Historia lúc bé. Tuy nhiên mỗi lần bỏ đi, cô lại xóa ký ức của cô bé này, khiến Historia không thể nhớ được gì về cô ta. Hoặc hơn 100 năm trước, vua Kavrit đã hóa Titan dùng sức mạnh thủy tổ để tẩy não hàng loạt thần dân của mình. Tương tự như vậy, Eren sau khi có sức mạnh thủy tổ tối thượng đều có thể làm, không kể đến việc có thể điều khiển tâm trí của người Eldia thông thường. Anh ta liên tục liên lạc với bạn bè của mình khi đang trên đường rung chấn. Nhưng sau khi tám dốc đồ các kiểu, Ali kích hoạt khả năng khóa đi ký ức của họ bất kể có là siêu Titan như Armin hay dòng tộc Hackerman như Mikasa. Cho đến khi bản thân ở thế giới thật chết đi, anh mới mở lại những ký ức đã mất đó cho họ nhớ lại. 10. Khả năng điều khiển vạn vật. Điều này thật sự thì chưa có bằng chứng xác thực trong truyện, nhưng có khả năng lớn Eren có thể điều khiển mọi sinh vật sống. Nếu bạn còn nhớ thì 2000 năm trước, cô bé nô lệ mất lưỡi thất học Ymir vì cà khịa thả con heo của nhà vua mà bị mù mắt tàn tật chó đuổi. Cô chạy trong tuyệt vọng, cô thèm được sống lắm, rốt cuộc đen mạc vận. Chú cho một cái hốc cây lại rớt xuống một cái hồ nước lớn phá tan đi niềm hy vọng của cô. Trong giây phút khốn cùng chuẩn bị chết đi đó, thì khao khát được sống của cô lại bùng dậy một lần nữa. Cô bé bỗng nhiên giác ngộ được bí ẩn của sự sống, của sự hình thành vật chất, sự phát triển của sự sống đầu tiên trên trái đất này. Cô muốn tồn tại, muốn có cuộc sống bất tử, không có một chút nguy hiểm nào, một thế giới an bình vĩnh viễn. Từ mong ước đó, cơ thể cô đã sản sinh ra một sinh vật màu xám hình tủy sống. Con rết này được tác giả đặt tên là cội nguồn sinh vật. Con rết lại kết nối với Ymir giúp cô tạo ra một không gian như ý nguyện, nơi chỉ có cát và bầu trời thuộc một chiều không gian khác. Ở đây Ymir có thể tạo ra bất cứ thứ gì cô ta muốn đưa về thế giới thật chỉ trong một khoảnh khắc. Và từ đó Titan thủy tổ Ymir ra đời cùng với ý thức về cội nguồn sự sống đầu tiên của bản thân mình. Điều này có lẽ được spoil ở đoạn opening season 2 phim Attack on Titan, khi muôn loài động vật đều có một trái tim kết nối với nhau. Chúng đã cùng nhau chạy với Titan khỉ về một hướng, thứ mà chúng ta lầm tưởng Titan cũng sẽ áp dụng cho mọi loại động vật về sau này. Bảy suy đoán là chúng đều có chung một sự sống với dạng của Ymir và cô ta có khả năng điều khiển được chúng. Về sau này khi Eren chấp chưởng chức sách cát đắp Titan trên con đường thì kiến thức kỳ lạ đó cũng đã được hấp thu. Chúng ta thấy Eren được liên hệ qua cảnh con chim hải âu nhìn Armin nói chuyện với Annie, sau đó trực tiếp đưa Armin vào con đường để tám dốc chơi. Ở cạnh cuối khi thấy Mikasa ngồi cạnh một với Eren khóc lóc mà nói rằng ước gì em có thể gặp lại anh một lần nữa. Khi đó lại có một con chim bay tới cầm cái khăn mà choàng cho Mikasa như lúc năm xưa. Mikasa thốt lên rằng Eren, cảm ơn anh vì đã choàng cho em chiếc khăn này. Ngoài ra trong giai đoạn lúc Eren bị bắn rớt đầu, trong đầu của anh đã xuất hiện rất nhiều mảng ký ức. Một trong những ký ức đó là góc nhìn của con chim mừng ở pháo đài Slava. Nó đã nhìn xuống cậu bé pháo câu khi cậu ta nằm dưới mặt đất. Điều này chứng tỏ rằng Eren không còn trên cõi thực tại, nhưng anh vẫn có thể phả xuống hiện thân ở một số sinh vật khác nhau và chứng kiến cuộc sống của bạn bè mình đến cuối đời. 11. Khả năng đưa mọi người Eldia lên con đường. Từ khi có khả năng của Ymir thì Eren đã có thể tùy ý đưa người Eldia lên địa phận của tòa độ. Tuy nhiên đây là một khu vực thuộc chiều không gian khác. Eren đã có thể không cần đưa thân xác người đó lên, mà anh ta chỉ cần đưa linh hồn của họ lên mà thôi. Eren đã dùng khả năng này để đưa toàn bộ người Eldia lên thế giới con đường sau khi sở hữu sức mạnh thủy tổ tối thượng. Sau đó anh dùng thiên lý truyền âm cho tất cả mọi người biết về kế hoạch của mình. Thông báo thì lâu như ở ngoài hiện tại chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt. Những người Eldia đều bị giật mình khuỵu xuống như vừa trải qua một cơn ác mộng. Những người Eldia ở trên đảo thì ăn mừng thắng lợi, còn người Eldia trên thế giới thì tìm cách chống lại chính quyền để tháo chạy khỏi cuộc diệt chủng quy mô lớn này.
Ngoài ra, Eren còn có thể đưa đơn lẻ từng người lên con đường để mà nói chuyện riêng với họ. Kết thúc trận chiến ở cuối chương 139, ngoài Armin thì tất cả bạn bè của cậu đều đã hiểu ra mọi chuyện. Điều đó chứng tỏ Eren đã làm việc riêng từ trước với bạn bè của mình. 12. Khả năng du hành vô hạn thời gian không gian. Lần đầu tiên Eren lên tọa độ thì anh đã bị dính bẫy của Zid, thằng anh cùng cha khác mẹ chơi đánh của mình. Trước khi Eren tỉnh dậy thì Zid đã dậy từ rất lâu trước đó, lâu đến nỗi mà râu tóc đã dài ngoằng ra rồi còn bạc trắng hết cả. Trong thời gian dài như vô tận đó, anh đã học được các quy tắc của con đường bằng trí tuệ của mình. Anh tiếp tục tìm hiểu mọi thứ thông qua thủy tổ Ymir. Dựa vào dòng máu hoàng gia của mình, anh ra lệnh cho Ymir tháo gỡ lời thề phản chiến. Đúng vậy, nhờ nắm được các quy tắc tọa độ nên anh dễ dàng điều khiển được các vật chất trong thế giới này và đưa Eren vào trong ký ức của cha anh ta từ khi Eren còn bé cho đến lúc kết thúc cuộc đời ông ấy. Bản thân Titan tiến công của Eren đã có sẵn khả năng nhìn thấy quá khứ của người tiền nhiệm lẫn người kế nhiệm, nên mơ hồ có thể nhìn thấy được tương lai. Thậm chí kết hợp với khả năng của Zid còn có thể tạo ra tương lai mong muốn cho người tiền nhiệm của mình nhìn thấy và thực hiện, dẫn tới việc ông Grisa phải giết chết cả lò hoàng tộc. Trong kết giới này thì họ có thể du hành hàng nghìn năm, hàng triệu, hàng tỷ năm trong mọi loại ký ức của mọi thần dân Ymir, nhưng không hề già hay chết đi. Tất cả những gì diễn ra bên ngoài chỉ xảy ra trong một cái ý niệm. Ngay sau khi có được bé Loli Ymir thì Eren đã nắm bắt được những thứ này ngay. Dựa vào ký ức của người Eldia, anh ta đưa Armin đi du lịch về quá khứ thơ ấu ở Sigashina, nơi hai đứa vẫn chỉ là hai đứa em bé. Đưa cậu ta tới Bắc Cực để ngắm những dải cực quang lung linh trên bầu trời đêm. Cả hai đứa tròn mắt khi chứng kiến dòng dung nham rực lửa ở một núi lửa phun trào, rồi quay lại bờ biển năm xưa ấy. Tất cả đều diễn ra thật lâu trên con đường, nhưng cũng chỉ là một cái nháy mắt ở ngoài đời thật. 13. Khả năng nâng cấp vô hạn không gian thời gian. Tất cả tồn tại trong một. Thực chất, việc du hành thời gian không gian đều phải thông qua Ymir để có thể làm được. Nhưng khi ở trong vai trò thủy tổ tối thượng của Ymir, thì mọi thứ đối với Eren đã khác đi rồi, khiến cậu ta cũng bị lú mất đi tính logic mạch lạc của mình. Trong mắt Eren lúc đó, tất cả mọi thứ đều là một. Không gian, thời gian, tương lai, quá khứ, con người, tất cả đều bất động và đều là một. Và anh ta có thể thao tác bất cứ thứ gì. Nhưng khi bạn lớn lên và già đi thì toàn bộ bản thân bạn trong từng khoảnh khắc trong từng một ô không gian đều hiện rõ trong mắt của Eren. Nhưng đó không phải chỉ là một mình bạn, mà toàn bộ tương lai quá khứ của người Eldia cũng như toàn bộ vương quốc chưa vật chất trên trái đất này. Quyền năng của Eren lúc này là một đấng tối cao, nhưng quá nhiều cái hiện hữu trong cùng một lúc như vậy khiến anh ta rối trí, khó có thể phân biệt được gì hay làm gì cho đúng. Nhờ vào khả năng tất cả trong một này nên anh ta có thể mở rộng ra hai khả năng khác nữa là... 14. Khả năng nâng cấp điều khiển Titan trong quá khứ. Nhờ vào khả năng can thiệp được mọi chuyện trong cùng một lúc kết hợp với khả năng điều khiển Titan, Eren có thể điều khiển mọi con Titan cùng mọi sinh vật mà anh ta muốn từ quá khứ cho tới tận tương lai sau này của người Eldia. Nếu các bạn theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối thì đi đâu cũng có thể thấy tai mắt của đấng Eren của những tập cuối đi lang thang ngay trong những tập đầu. Đó chính là những con chim bay trên tường cho lần đầu Titan đại hình đá bức tường. Đó là những con chim bay vòng vòng theo dõi trận chiến giữa Titan tiến công cùng Titan thiết giáp. Đó là những con chim hải âu bay theo tuyến đường của đội giải cứu thế giới, cùng nhiều trường hợp khác nữa. Điển hình nhất của vụ này là anh ta trên góc nhìn của má hai Dina trên đường đi vào thành đã không giết bé thỏ không có sức vòng vệ, mà cho nó đi thẳng vào trong tường để giết chết mẹ mình. Từ đó kích hoạt lòng căm thù sâu sắc của bản thân mình mà càng quét thế giới vào sau này. 15. Khả năng nâng cấp tạo ra vô số vũ trụ vòng lặp. Đúng vậy các bạn ạ. Nhờ vào việc thấy tất cả tồn tại trong một, anh đã trở thành một đấng tối cao thật sự của cả vũ trụ này. Mọi việc diễn ra rất nhiều và rối rắm, nên một khi Eren thay đổi một biến số ở bên trong đó thì đã có thể thay đổi toàn cục của bộ truyện. Điều này tương tự cho một phân tích năm xưa bay nói về năm loại kết cục huyền ảo của Aton Titan. Khi Eren không cho thằng đại hình phá tường thì mọi thứ đã thay đổi. Nếu cha của Eren chết đi hay không lấy vợ trong thành thì mọi thứ cũng đã thay đổi nát game. Điều này bắt buộc Eren phải làm lại. Làm lại, mọi việc dân xảy ra rối rắm với vô số thực tại khác nhau xảy ra. Như Eren chết từ lúc bé, Mikasa không thể kích hoạt kỹ năng Ackerman, hay mẹ Eren không bị Titan giết thì mục đích của cậu ta toàn bộ đều thất bại. Để có một cái kết tốt nhất, bắt buộc Eren phải thử vô số biến số từ kiếp này sang kiếp khác, từ trường hợp này đến trường hợp nọ. Nếu có sai lầm xảy ra, anh buộc phải làm lại từ đầu theo lời Eren Kruger đã nói một cách bí ẩn với Grisha Yeager trước khi trao cho ông ta con Titan của mình.
Cứ như vậy, sai lầm nối tiếp sai lầm, bản thân Eren đã tạo ra một con đường thống nhất duy nhất cho bản thân thực hiện theo. Để cho Eren kiếp này thực hiện ý hệt cho đến khi hắn ta thuyết phục được Ymir và lấy lại được sức mạnh Titan Thủy Tổ tối thượng. Một trong những vòng lặp sai lầm đó là anh không hề biết bà Dina đã ăn thịt bé thỏ ngay bên ngoài bức tường. Bé thỏ chết và ta có Titan đại hình vào trong bức tường, xảy ra những câu chuyện không như ý muốn. Bản thân Armin cũng không có cơ duyên sở hữu Titan đại hình vào sau này. Vậy nên cuối chuyện Eren mới nói rằng bé thỏ chưa tới số chết nên mới đẩy bà Dina đi ăn thịt mẹ mình. Hoặc điển hình như vụ trong một vòng lặp Mikasa đã đồng ý nói lời yêu với Eren. Họ đã cùng nhau bỏ trốn đến nơi hoang vu cho đến khi Eren hết 13 năm thọ hạn. Thời gian đó thì quân đội thế giới đã tiến hành một cuộc chiến hủy diệt hòn đảo. Bạn bè của họ đã chết rất nhiều. Điều này buộc Eren phải làm lại một lần nữa. Ký ức mơ hồ của những vụ việc đó vẫn còn ở trong đầu Eren. Nên khi được Mikasa đánh thức ở một kiếp sau, thì cậu đã chảy nước mắt vì những chuyện ở kiếp trước. Cũng vì những điều này mà sau khi kết thúc nhiệm vụ cuối cùng, Eren hoàn toàn trở nên bất tử. Anh ta có thể theo dõi bạn bè mình cho đến lúc họ già chết đi, hoặc can thiệp vào quá khứ để tạo ra những cuộc sống mà mình mong muốn. Nhưng bay nghĩ là không đâu. Anh ta đã trải qua vô số đời đời kiếp kiếp để đạt được mục đích của mình rồi. Mọi thứ trong chuyện đều là do Eren sắp xếp từng chút một cho đến lúc hoàn hảo. Anh chỉ không biết rằng sau khi mình thay đổi biến số sẽ xảy ra kết quả gì, nên cứ phải trải qua trải lại. Anh không biết Mikasa sẽ làm gì ở kết quả sau cùng, vì Mikasa chính là người mà Ymir chọn để biết cảm xúc của tình yêu. Trong trải nghiệm cuối cùng này, Eren không cần phải sống lại một cuộc sống khác để mọi thứ hoàn hảo hơn nữa. Anh có thể ở đó, hoặc chọn tan biến ngay trong thế giới Titan này. Ngay lúc này có thể nói về lời mấu chốt trong toàn câu chuyện: Eren, con đã được tự do. Ayo, video đã kết thúc tại đây rồi. Nếu các bạn sưu tập đồ anime mọi chủ đề, đừng quên ghé My Store tại Shopee, Lazada, Facebook trong mô tả nha. Bay vừa bán chuỗi cửa hàng cũng vừa là một người sưu tập đủ thứ. Hãy xem review tại kênh My Store. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye.